Thưa quý vị và các bạn, Tức Dập là căn cứ địa cách mạng của quân và dân tỉnh An Giang qua các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược. Nơi đây đã ghi dấu những sự kiện lịch sử trọng đại trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân tỉnh An Giang. Đặc biệt là cuộc chiến đấu 128 ngày đêm khiến Mỹ ngụy dù có quân số và vũ khí vượt trội vẫn không thể thắng được ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất của quân và dân An Giang, rạng danh ngọn đồi 2 triệu đô la anh hùng. Trong lễ kỷ niệm 55 năm chiến thắng đồi Tức Dập, 128 ngày đêm, tháng 11 năm 1968, 25 tháng 3 năm 1969, những ai có mặt đều cảm nhận sâu sắc sự thiêng liêng xúc động khi được sống lại với quá khứ hào hùng. Từ giữa tháng 6 năm 1968, nhằm ngăn chặn sự càn quét khắp nơi của quân địch, lực lượng đặc công của ta đã đánh vào Tri Tôn, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, mở rộng vùng giải phóng. Mỹ cây cú do thất bại, và khi biết núi Cô Tô, nhất là Tức Dập, chính là bàn đạp tiến quân cho các trận đánh của quân ta. Nên đêm 16, rạng sáng 17 tháng 11 năm 1968, địch bắt đầu mở trận càn quét lớn, mở đầu cho trận đánh 128 ngày đêm đầy ác liệt. Trong suốt 128 ngày đêm, với những cuộc không kích bằng trực thăng, quân đội Mỹ đã ra sức oanh tạc với hàng trăm vụ ném bom trút xuống Tức Dập và các vùng lân cận. Sau 128 ngày đêm chiến đấu với lực lượng không tương xứng, thiếu thốn mọi bề, nhưng các chiến sĩ cách mạng đã trụ vững tại đồi Tức Dập, quân và dân ta đã loại khỏi dòng chiến 4.700 tên, bắn cháy 11 xe tăng, 2 máy bay phản lực, 4 trực thăng, 9 khẩu pháo 105 ly, 1 máy bay cần cẩu và thu nhiều chiến lợi phẩm khác. Cuộc chiến ấy, giặc ngông cuồng đã phải tốn hao đến 2 triệu đô la Mỹ. Cũng từ trận đánh 128 ngày đêm ác liệt ấy, Tức Dập sừng sững với tên gọi Lá Chắn Anh Hùng, vinh dự nhận tên mới đồi 2 triệu đô la. Có mặt trong lễ kỷ niệm 55 năm chiến thắng đồi Tức Dập 128 ngày đêm, thắp nén hương tưởng niệm những người đồng đội cũ, bà Nguyễn Thị Ngọc, thường gọi bà Ngọc, không giấu được những giọt nước mắt tự hào. Cách đây hơn 55 năm, cô Ba Ngọc mới 18 tuổi, lên đường vào căn cứ đồi Tức Dập chiến đấu cùng các chú, các anh. Trong trận chiến 128 ngày đêm đó, chồng bà cũng đã gửi lại xương thịt nơi đây. Mà ngày hôm nay tôi còn đứng đây được là rất là vinh hạnh, rất là mừng. Đó. Về đây là nhớ những người bạn bè ngày xưa từng chiến đấu, nhất là ông xã của mình hy sinh thì cảm xúc nhiều lắm, nhưng mà không biết nói sao giờ. Quá xúc động mà cũng là vinh hạnh được đứng đây ngày hôm nay mà mình còn sống. Năm nay là 74 tuổi rồi đó. Mà ngày xưa là ở chiến trường này là lúc đó có năm 68 có 18 tuổi thôi. Nói vậy đó. Mà bây giờ mình là 74 tuổi mà mình còn được đứng nói chuyện với mấy con cháu ngày hôm nay, quá là vinh hạnh rồi. Giờ đây khói lửa đi qua, bà trở về chiến trường xưa với mái tóc bạc phơ, đôi mắt hằn dấu thời gian và đông đầy niềm xúc động khôn nguôi. Bà nói rằng, anh em chúng tôi hy sinh nhiều trong khói lửa, người còn lại cũng lần lượt đi với tuổi già, nên gặp được nhau cứ vui mừng khôn xiết. Tôi luôn biết ơn những người đồng đội đã ngã xuống hôm qua, để hôm nay mình còn sống trở về thăm lại đồi Tức Dập. Bây giờ thấy khung cảnh công viên rồi nhà truyền thống đồng kia rất là hết sức nói là tốt đẹp, thì cũng rất mong cái thế hệ sau này mấy em mấy cháu mình ráng là bảo vệ đất nước này cho nó là vững chắc. Chiến tranh đã lùi xa, đồi Tức Dập mưa bom bão lửa năm nào nay trở thành di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia. Nơi đây vẫn còn đó những dấu tích của một thời dẻ dang và oanh liệt của quân và dân ta, đặc biệt là các cơ quan của tỉnh ủy An Giang và huyện ủy Tri Tôn. Hội trường C6, hàng tuyên quấn, hàng tỉnh ủy, hàng hậu cần, hàng quân y là biểu tượng của niềm kiêu hãnh tự hào của bao thế hệ. Nhân dân Tri Tôn hôm nay không thể quên những chiến công đã đi vào huyền thoại với cầu sắt Vĩnh Thông, ấp chiến lược Quạch Lân, căn cứ Ô Tà Sóc, cầu sắt 13, núi Tô và đặc biệt là cuộc chiến đấu 128 ngày đêm tại đồi Tức Dập đã trở thành bản hùng ca bất diệt, giáo dục lòng yêu nước cho bao thế hệ.
Chúng tôi, thế hệ trẻ của Chi Tôm cảm thấy vô cùng tự hào và biết ơn thế hệ cha anh đã có một cái trang sử hào hùng để lại cho tụi em có một cái hòa bình độc lập như ngày hôm nay, đặt ra một cái trách nhiệm nặng nề hơn nữa cho thế hệ trẻ sau này làm như thế nào để phát huy được cái truyền thống cách mạng của quê hương Chi Tôm, cũng như là cùng với đảng bộ và chính quyền nhân dân địa phương xây dựng Chi Tôm ngày càng phát triển hơn nữa. Tỉnh An Giang hiện lập dự án quy hoạch tổng thể khu di tích cách mạng Đồi Tức Dập, gồm các điểm dịch vụ, khu vui chơi giải trí, khu nhà nghỉ, tượng đài, nâng cao mở rộng khu vực di tích nhằm phục vụ tốt khách tham quan du lịch, trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục lòng yêu nước cho nhân dân. Tiếp nối truyền thống anh hùng, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tri Tôn sẽ phát huy tinh thần yêu nước, huy động sức mạnh tổng hợp và khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để đưa vùng đất bom đạn tàn phá ngày nào phát triển nhanh, bền vững.